Hello, xin chào mừng toàn thể quý chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube Sang Ma TV cả nhà. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Đờm nha. Cả nhà, thì hôm nay hai anh em mình quay lại ngôi nhà quan để tiếp tục giúp cái con cô gái đi thoát cả nhà. Thì cả nhà thì ở lần trước á, thì mình không có đến, thì em Tú đến con mình à. Thì lần trước á, khi mà lúc mà Tú quay về đi về mình cũng không hỏi luôn. Thì không biết là hôm trước Tú đến và giao tiếp như thế nào, tại vì cái bông của cô gái này hiền, cho nên là cái lúc mà mình bị bận công việc mình không đi được, Tú đi mình cũng rất là yên tâm cả nhà. Thì hôm đó thì cũng có một người anh cũng nhắn tin cho Tú và có đề cập một cái số câu hỏi, nói chung là cũng khá là hợp lý. Nên mình hôm đó đến đây một mình thì mình cũng có sức hồn giao tiếp cô gái và cũng hỏi những câu hỏi đó, thì cũng góp thêm phần một phần là cho khán giả cũng như của chú anh chị mình biết được thêm họ khi đã mắc rồi họ như thế nào và họ đang cần những thứ gì và chúng ta đối xử với họ như sao rồi nọ rồi đó, thì cũng giải khuây được một đời thắc mắc của mọi người. Thì cả nhà, thì hôm nay thì anh em mình cũng tiếp tục lại và tìm hiểu thêm. Nói chung thì cái vong này có vẻ là cũng rất là hiền, chắc có lẽ anh em mình cũng sẽ cố gắng để giúp cho cô được đi siêu thoát luôn cả nhà. Thì cả nhà, thì hôm nay thì Tú cũng có nhận một số tiền của, nói chung là hai ba anh chị mà quên quên tên đi này quên tên này. Thì cũng có gửi cho Tú mua anh nói chuyện đi anh nói đi để em coi cái tên anh chị này cái. Thì cả nhà, thì hiện bây giờ thì mình ngồi ở ngoài sát cái máy lộ này, cái máy lộ nhỏ này thì hầu như cũng lâu lâu cũng có xe chạy, nhưng mà vèo ngang cái vèo lại nó chạy lẹ lắm. Thì hiện bây giờ để Tú xem coi mấy cái anh chị Mạnh Thường Quân gửi đồ, gửi tiền cho mua đồ cúng với lại cơm chay cả nhà. Anh Tùng, anh Lộc, mấy người hai ba người luôn. Hạnh Thí nghe coi tin nhắn lên trước anh. Thôi bây giờ thì nói chung này thì cả nhà, bây giờ nói chung là bây giờ coi tin nhắn thì thật sự thì cũng được ba hai ba anh chị gì đó là có gửi cho hai anh em tiền đi đứng kinh phí đó, và một số tiền để mua đồ cúng cơm chay và trái cây và quần áo giấy để trước khi mà cô gái này đi siêu sinh đó nha, thì có thể ăn no mặc đẹp đó. Thì sẵn đây thì Tú cũng cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều, và đặc biệt có một đứa em nữa mà thì đứa em này giờ xin dấu tên, thì cảm ơn anh chị và một đứa em rất là nhiều. Thì nói chung thông cảm với Tú là Tú hiện đại về không có nhớ. Thì cả nhà, thì hai anh em mình thì cũng xin chân thành cảm ơn những anh chị và một người em đã gửi kinh phí cho anh em mình và mua những cái đồ cúng kiến cho cái bông cô gái nha cả nhà. Thì ok nha, thì chắc lẽ bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu đi vào trong và nói chung là để hôm nay anh em mình giúp cô gái đi thoát luôn đó nha. Ok, thì bây giờ hai anh em mình xin mời quý cô chú anh chị và các bạn theo hai anh em mình vào bên trong nha. Ok nha, bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu vào trong luôn thôi. Đi cả nhà. Hôm nay anh em mình đến đây hầu như là gần đây có cái đám cưới hay đám hỏi gì cao quá chừng quá. Qua giờ để nhìn một hết. Càng ngày càng nghe lớn luôn ta. Nếu trong lúc mà mình quay mà có nhạc ở nhà anh em mình sẽ chèn nhạc chứ để lắp cái món quản quyền của người khác nha. Cô ơi. Cô. Cô ơi, có trong đây không? Cô Hạnh ơi. Anh em chúng tôi đến cúng cho cô nè. Không thấy ta. Chào con nha. Hôm nay anh em chúng tôi đến đem đồ cúng cho cô nè. Chị bọc mình luôn.
Thì lát nữa trước khi anh em tôi đến đây và làm nghi thức để giúp cho cô siêu thoát á, thì anh em chúng tôi cũng có đốt bộ quần áo và trái cây và một mâm cơm chay. Thì lúc đó thì mong cô xuất hiện để hưởng những cái món đồ này của các anh chị đã có lòng yêu thương và ủng hộ giúp đỡ cúng kính cho cô á. Thì cô nhớ đến hưởng nha. Người nhà thì mong cô ấy cũng đã đồng ý mọi người. Thì cả nhà thì hai anh em mình thì bây giờ thấy cái mong của cô rất là có vẻ rất là hiền. Thì anh em mình cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể giúp cho cô được sớm đi siêu thoát cả nhà. Đi về vào bên trong. Quầy rượu lớn á. Cái này là thua à. Giờ chắc anh em mình có lẽ phải buộc phải tràn cái âm thanh khác vô cả nhà. Nãy thấy đứng đây rõ ràng hơn. Vô đây cũng gặp. Quá. Trên ghế này. Ghế. Bị một bịch. Nào là cho người xem ơi. Nào là đủ thứ đồ trên cái này. Thấy không? Nói chung là cái con gái đặc biệt mình thấy tội nghiệp lắm mình mới nhận cúng cơm chay cả nhà. Đây là cái áo nè cả nhà. Áo nữ. Áo đẹp luôn. Thì anh em mình cũng rất lâu rồi là không có nhận cúng cơm chay. Thì cái nhà thì mất cái này nè. Đem phiền phức lắm. Cái áo này là ở đây là không có bán cái nhà. Áo này hầu như là ở trên Sài Gòn á. Áo này có quần áo luôn nha. Cái áo này là hôm trước có một người cô nào gửi cho anh em mình nè. Đúng rồi. Một cô. Có người cô gửi cho anh em mình để đốt cho những cái bông linh mà đói lạnh đó cả nhà. Áo luôn cả nhà ha. Nút thiệt luôn. Nút thiệt luôn, nút gia hình nha. Thôi đây đi, vòng đi vòng vòng cái gì một xíu mà kỹ mọi người xem. Thì nãy khi hai anh em mình đứng ngoài kia thì thấy cô Hạnh đang đứng ở trong này. Mà hai anh em mình khi hai anh em mình đến hai anh em mình kêu là cái cổ ra luôn cả nhà. Nó xuất hiện luôn. Chắc vậy á. Không. Hả? Chín luôn hả? Như cả nhà thì hai anh em mình bây giờ sẽ tạm ngưng để bài đồ cúng ra và chuẩn bị cúng nha cả nhà. Cả nhà ơi, thì bây giờ hai anh em mình sẽ thọn cái đồ này ra. Okay. Để bên bên. Một chai anh không một chai. Mình thọn cái tay ra. Wow, cái tao nhiều thế chắc xong hết đây. Cái gì nhỏ mà nó cái tao chứ. Thì trước đó anh em mình dọn rồi anh em mình sẽ quay cam lại gần cho cả nhà mình xem để cúng kiến những gì nha mọi người. Mệt. Uống vô.
Vậy em để bên này. Đầy rồi, nó có dĩa nào mà nó dĩa không có dĩa để vô được, có dĩa rồi, dĩa không đầy nè. Nè, thấy không nè. Thấy dư hả? Đầy luôn. Món nữa. Wow. Vậy? Em thấy đồ phải không? Thiếu. Đó là gì vậy? Hả? Đó là gì vậy? Cái đồ xào. Nó còn trống không? Hả? Còn đứng nữa. Đứng bịch xương chiên. Thiếu đồ. Trên kia kìa, dĩa trên kia, quá trần trên kia kìa. Cả nhà cũng thông cảm cho anh em mình vì thời gian anh em mình soạn đồ nó cũng hơi lâu cả nhà. Đến được rồi. À, tàu hủ ơi. Trang hả? Xương. Sườn gáp. Nè nè em để mấy nhìn mấy cái trời bé mình ăn như đang no lắm á. Nè cái này đổ cái đó nè. Gao đó. Nước tương nè. Nước tương chấm món xào. Xào. Leo. Chấm đồ xào. Thôi thôi. Sao mà? Mẹ bọc ra bọc. Thưa anh để. Mẹ bọc ăn. Để cái chấm kem này. Này rau sống luôn rồi. Đi leo với thằng cua lắp cá gì nè. Rồi, từ giờ này mình sẽ cọc cam và quay cẳng thẳng cho cả nhà mình sẽ nhận món này nha. Thì cả nhà thì bây giờ thì anh em mình cũng đã chuẩn bị bây giờ là xong cái phần trái cây với cái cơm mà mình lấy cái cam này là quýt nhãn với lại ba món đồ màu chai, hai món đồ chai với một cái áo. Cả nhà thì anh em mình chuẩn bị thì cũng nói chung thì cũng đơn giản thôi,
gồm có hai món chay và với lại hai dĩa trái cây. Ok nha, thì bây giờ anh em sẽ đặt cam lại và đặt qua cũng không ngoài ra ngoài luôn rồi. Giờ mình đặt cam lại đi. Quên nó chưa cúng rồi mà cứ đút nha. Cam lại đi rồi mình cúng cúng xong mình đi ra ngoài để cho cái bông của cô có xuất hiện hưởng. Dạ. Yeah. Ok. Cô ấy thấy mình lên bài cũng kiến chắc cũng đang thèm lắm nên mình ra ngoài đang đến dùng bữa rồi. Có là mới chạy lên là cái nhà này dễ mở đấy. Có cửa là mới chạy xe đây là cái nhà này dễ không đổi rồi. Hàng đi chắc nó biết cái nhà dữ dằn lắm. Hơi nhỏ chảo quá. Bữa anh em mình đốt rồi cái chảo này thì mình đốt cái giường bạc thôi, mình đốt rồi to quá nó bị chứa trời quá.
Cô Hạnh ơi, đây cô đã cúng kiến xong và bài miệng được rồi á, hồi con đến cô dùng nha. Ừ, xong rồi. Thôi cái đó ra ngoài. Thôi ra ngoài đi. Cái này lửa quá, lửa ra ngoài sợ. Rồi nha. Ok nha, thì bây giờ anh em mình sẽ ra bên ngoài cho bông với cô đến đây dùng mọi người. Thì cả nhà, thì bây giờ anh em mình sẽ tạm rời khỏi chỗ này nha. Cái nhà ở bên trong này quan sát xem coi cái bông của Hạnh có đến để dùng những cái đồ anh em đúng không cả nhà. Thank you.
gái đến đây thì cơm chia cái gì đó. Cả nhà. Vậy. Thì cả nhà, từ sớm giờ thì hai anh em mình ở bên ngoài thì cũng không biết ở bên trong này là cái bông của cô gái có đến dùng cơm hay không cả nhà. Ê Tú ơi, anh thấy hình như có hiện tượng lạ nha, có một đôi đũa là bị sai lệch á nè. Em để hả? Để gì? Vậy nó ủa sao tỷ chàng. Tiếng gì vậy? Làm giật mình thì cả nhà thì do mình hiểu lầm, nãy Tú để cái đôi đũa đó mà mình cứ tưởng là đôi đũa lại nằm vậy. Bây giờ anh em mình sẽ ngồi ở đây và đợi vong cô ấy xuất hiện và anh em mình sẽ bắt đầu giúp cho bé luôn nha. Thì từ sớm giờ cả nhà, thì chắc có lẽ nếu mà cả nhà xem thì không biết cả nhà có thấy cô gái xuất hiện hay không. Nếu cả nhà có thấy thì cả nhà hãy comment ở bên dưới cho anh em biết nha. Giờ chỉ việc ngồi để chờ thôi, chờ cái bông của cô gái xuất hiện và anh em mình tiến hành làm nghi thức giúp cho cô siêu thoát luôn. Thì cô Hạnh ơi, cô ở gần đây hay không thì anh em tôi đang đợi để giúp cho cô đi nè. Nếu cô nghe cô xuất hiện nha. Tiếp nhau giờ mình sẽ đặt hết lên bùa trước nha. Nghe tiếng động như cái vòng của cô đã gần đây ở gần đây nghe tiếng động cả nhà. Chào con nha. Thì hôm nay thì anh tôi đến đây chủ yếu là để giúp cho cô đi thoát và cúng cho cô một buổi ăn cũng khá là thịnh soạn, trái cây, đồ chay. Thì đây cũng là những tấm lòng của anh chị đã xem những cái video này chúng tôi làm về cái vòng của cô hiện tại đây đó. Thì cũng thấy là cô khá là tội nghiệp cũng như bất phượng đối khác, thì các anh chị đó cũng gửi anh em và cúng cho cô. Thì trước khi mà anh tôi giúp cho cô đi ấy, thì cũng còn một số câu hỏi là muốn hỏi cô, thì nếu trả lời được thì cô hãy trả lời nha, còn nếu không được thì thôi, không phải là kiến cưỡng. Thì trước khi cô đi thì không biết là cô còn vương vắng gì trên cõi đời này không? Không, không thấy lắc đầu. Cô còn một cái tâm nguyện gì chưa hoàn thành cần giúp đỡ gì không? Cả nhà không luôn. Thì hầu như là con cô gái này thật sự đã buông bỏ tất cả để muốn được thoát á. Thì cả nhà thì nói chung thì những cái vong linh đó, hầu như là anh em mình cũng đã từng giúp đỡ rất là nhiều và ít có cái vong nào mà hiền. Thường thường là những cái vong dữ,
Nói chung á, con cô gái này thì thật sự nói nếu nói ra thì rất là còn rất là đỡ hơn trong con cô Sương. Đúng rồi, nói chung nói về con cô Sương thì là bị sát hại rồi, bị nói chung là rất là nhiều điều thương xót luôn á. Anh em chúng tôi từ trước tới bây giờ thì cũng giúp đỡ rất là nhiều phụ huynh, thì hầu như anh em chúng tôi thấy cái vong của cô khá là hiền. Thì hôm nay chắc có lẽ anh em chúng tôi sẽ quyết định là coi như là cho làm nghi thức và giúp cho cô được đi siêu thoát luôn nha. Thì bây giờ cô muốn siêu thoát hay không? Muốn không? Thôi bây giờ đi ngay. Xin phép bây giờ anh em mình sẽ làm nghi thức giúp cho vong cô gái này không ạ? Thì cũng mong là tiếp sau cô có một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, không có khổ như thế này nha. Giờ anh em tôi đã mở cái lối đi cho cô rồi kìa, cô đi đi. Ồ, có vấn đề gì sao mà thấy mình thấy anh em mình thấy cái ánh sáng mà sao cái vòng của cô chưa chịu đi ta? Thì anh em tôi đã mở cái lối đi cho cô rồi, cô hãy đi lẹ đi. Đi đi cô, để không kịp đó. Để ngoài cái lối đi bị tắt thì không kịp đó. Cô ấy đi cái nhà. Cái con cô gái này khi mà mình mở đường ra hầu như là còn cái nhiều gì mà không muốn đi hay sao? Thì cái nhà thì hồi nãy khi hai anh em mình thấy thì có cái vẻ như cái bông của cô lưu luyến một cái gì đó, hay là muốn, hay là cảm ơn anh em mình mà cô không có kiểu không có đi liền á, cứ chần chừ cái nhà. Kiểu như là cô đã buông bỏ tất cả rồi, nhưng mà một cái là chắc có lẽ là gặp anh em mình khá là tốt, không có bắt cô mà giúp cho cô á. Kiểu như chắc cô vậy anh ạ. Hồi nãy là trước khi đi là cổ cũng gật đầu ba cái chào tạm biệt anh em mình. Thì cái nhà thì nói chung á, thì qua video này thì anh em mình đã giúp con cô gái là thứ nhất. Cái thứ hai này tôi cũng không quên cảm ơn toàn bộ chú anh chị đã xem ủng hộ, cũng như là tiền kinh phí cúng kiến và tiền xăng cọ anh em đi đến cái nhà. Thì cảm ơn toàn thể chú anh chị rất là nhiều nha. Thì riêng về cái bông của cô thì anh em mình hiện bây giờ thì cái tâm trạng của anh em mình hiện bây giờ thì rất là vui khi giúp được cái một cái vong linh có thể được đi siêu thoát và có thể chuyển thế kiếp khác. Thì riêng về những cô chú, những mạnh thường quân giúp đỡ và cho anh em mình mua những cái trái cây và nhang đèn các cái, thì đây thì anh em mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả những cô chú anh chị đã ủng hộ cho anh em mình nha. Thì sẵn qua cái video này thì tôi cũng gửi đến cả nhà một lời khuyên là thế này, là đừng bao giờ là không tin là không có kiếp sau. Chúng ta hãy tin có kiếp sau. Thì quý cô chú anh chị nào mà có cái điều kiện hoặc là có tấm lòng thì hãy giúp những người xung quanh, những bà con khó khăn nghèo khổ gì đó, để tạo phước để kiếp sau chúng ta hưởng. Đó là khuyên của mình với nhà mình nha. Thì cái nhà thì riêng về những cái lời chúc của anh em mình thì cũng một lần nữa cũng anh em mình cũng xin chúc cả nhà có thật sự sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc nha cả nhà. Thì cả nhà mình hãy đăng ký subscribe kênh để theo dõi những video tiếp theo anh em mình sẽ giúp được những ông khách hay không. Thì cả nhà mình hãy nhấn một like ủng hộ anh em mình cả nhà. Thì cả nhà thì nếu cả nhà có yêu quý hai anh em mình thì cả nhà hãy vào kênh và nhớ đăng ký kênh, bật chuông lên để nhận được những video mới nhất từ anh em mình nha cả nhà. Ok, cảm ơn mọi người xem video này rất là nhiều nha. Chào cả nhà. Bye bye.